giá lên cao, xin vui lòng vào mặc áo tất. Xin quý vị vui lòng vào mặc áo tất để cầm cờ đầu và thánh giá lên cao. Bởi vì hôm nay đoàn rước rất là đẹp, có sự hiện diện của ban kim nhạc và đội hoa của giáo họ Quảng Châu thuộc giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch về cùng với giáo xứ chúng ta trong ngày đại hội hoa hôm nay. Giờ đây con xin kính mời tất cả các lãng hoa ở trong nhà thờ xin vui lòng chuyển ra bên ngoài để sắp thành hàng đôi đi trước kiệu Đức Mẹ, và các ban ngành chúng ta sẽ khẩn trương trở về để thành lập đoàn rước. Khi đoàn rước Đức Mẹ từ quý nhà thờ trở về nơi tư gia của gia đình giáo khu Tây, chúng con sẽ có chương trình khai mạc tuần hoa dâng kính Đức Mẹ của giáo khu, và sau đó là một bản dâng hoa của giáo họ Quảng Châu. Sau bản hoa của giáo họ Quảng Châu là bản hoa của giáo xứ sở tại, và sau bản hoa của giáo xứ, cha xứ dâng thánh lễ khai mạc tuần hoa dâng kính Đức Mẹ của cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong ngày khai mạc hôm nay. Vậy giờ đây tất cả các ban ngành chúng ta sẽ thành lập đoàn rước để cho đoàn rước có một tinh thần chuẩn bị cho thật chu đáo. Xin kính mời toàn thể quý cộng đoàn, các ban ngành đoàn hội cùng với cha xứ để bước vào giờ nguyện kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng, Alleluia. Về đã sống lại thật như lời đã phán nữa, Alleluia. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hỷ hoan khoái lạc, Alleluia. Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng qua Bồ Đề, với Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cũng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin về Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui với hàng sống đời đời, vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sang lang vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì đầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên nuôi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, và vô cùng con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, và ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn, chịu chết và chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã ban ưa sự ấy chẳng có. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa, hãy con mà cho con Chúa
chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng. Khi con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc cho xứng. Amen. Giờ đây con xin kính mời toàn thể quý cộng đoàn, các ban ngành đoàn hội cùng với cha xứ long trọng cung kính Đức Mẹ từ thánh đường về nơi cơ sở tư gia của gia đình giáo khu Tây. Thứ tư
Bye.
tối ngày hôm nay. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.